Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm clip về cái cột cổ điển. Ở đây là cái cột của chúng ta vẫn làm từ hôm trước, cái cột cô ranh. Thì hôm trước thì đang làm một cái lá ở trên này. Nhưng hôm nay thì mình là hướng dẫn các bạn làm cái thân cột cổ điển này, và cái thân cột mà mình lấy làm ví dụ là cái cột vẫn là cái cột cô ranh này nha các bạn. Sở dĩ mình lấy cái thân cột mình làm trước là vì sao? Có một bạn comment ở trên cái group Facebook của mình, ở trong cái box mình tương tác với các bạn ấy, đó là làm sao để thay đổi được cái cấu kiện đi kèm của cái cột mà trong cái trường hợp tiết diện cột tròn. Thì mình cũng hiểu mang máng là ý chắc là bạn hỏi là cái cột hình tròn mà nó có những cái rãnh xẻ ở trên cột ấy, thì khi các bạn thay đổi kích thước, chiều cao, tiết diện của nó thì làm sao những cái rãnh xẻ này đi theo. Thì mình lấy cái ví dụ này ra mình làm. Trước khi mình làm thì chúng ta lại xem lại cái hình này một chút xíu. Đó là sao? Thứ nhất là mình muốn theo những cái tỷ lệ ở đây về có cái cơ sở để mình làm cái thân cột. Thì đối với cột cô ranh này thì trong cái hình tóm tắt này thì mình lấy hôm trước mình có xem, các bạn xem rồi đấy. Thì các bạn về Nhật mình sẽ tuân theo một số tỷ lệ cơ bản của nó. Thứ nhất là cái cột thì nó sẽ gồm có phần bệ cột và cái phần thân cột ở đây. Thì trước hết mình quan tâm đến phần thân cột. Thì ở đây phần thân cột có tổng cộng là nó có 10D, tức là chiều cao của nó tổng cộng là 10D nhá. 10D thì trong 10D này á, thì nó sẽ có là cái phần mà chiều rộng, cái đường kính của cái thân cột nó sẽ là 1D. Nhưng mà cái phần 1D nó chỉ chiếm khoảng 1/5 cái chiều cao cột tổng cộng mà từ đây đến cái chỗ này nha các bạn. Còn 10D ấy, thì nó sẽ tính cả cái capital, tức là cái đầu cột của chúng ta đang dựng trước một cái lá đó, thì cái đầu cột nó sẽ chiếm khoảng là 1/8D, đó là theo cái tỷ lệ đây. Và cái phần đầu cột ở cái phần thân cột, nếu như tạm gọi từ đây đến đây là cái phần thân cột mà chúng ta cần dựng, thì cái đường kính ở chỗ này nó chỉ còn là 7/8D nha các bạn. Thì đó là những cái mà cơ bản nhất mà chúng ta có thể là chúng ta tuân thủ theo. Và cái khoảng cách đây, cái đường tim này, đây là cái đường dõng theo phương ngang của cái chiều rộng của đầu cột. Thì sau này chúng ta quay lại cái bài tập về đầu cột chúng ta làm sau. Thì đó là một số cái thống nhất ban đầu trước khi chúng ta đi vào trong cái ví dụ. Thì đối với lại cái ví dụ này thì để bắt đầu thì mình vẫn bắt đầu từ cái, các bạn khi các bạn tạo thì các bạn sẽ bắt đầu từ cái new family, và chúng ta vẫn như hôm trước, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái generic model adaptive nha các bạn. Đây là cái mà mình sẽ bắt đầu. Sở dĩ vì sao mình bắt đầu từ cái chuyện này, tại quay lại cái hình này, nếu như các bạn bắt đầu từ cái matrix column hay là generic model thì cái việc là trong generic model và matrix column đó, nó sẽ không cho chúng ta tạo một cái, không có công cụ, không có công cụ chúng ta tạo được một cái cột mà nó có ít nhất là có 3 tiết diện đó. Bây giờ đây, một cái cột này nó có độ thuôn này, một tiết diện ở đây nhá, một tiết diện ở đây và một tiết diện ở đây, và nó chuyển đều cái thân như các bạn. Nếu như các bạn tạo thành hai khúc, ví dụ cái khúc bên dưới này, tức là khúc 1/5 ở bên dưới này nó là 1D, và cái khúc ở trên này là bằng cái sweep là đổi từ 1D sang đến 2D, thì cái chỗ này nó sẽ bị gãy, nhưng mà mong ước của mình là mình muốn là làm đúng như ở trong cái thức cột này thì nó sẽ có độ chuyển đều, tức là từ đây là 1D đúng không, nhưng mà cái đoạn này là đoạn chuyển đều chứ không phải nó bị gãy khúc đó. Thì trong cái matrix column với lại là generic model thì chỉ có là sweep. Sweep thì nó chỉ cho đổi giữa 2 tiết diện thôi. Ở đây mình mong muốn là đổi giữa 3 tiết diện lận và không bị gãy khúc ở chỗ này. Còn nếu như các bạn mà cảm thấy là cái chuyện này nó quá phiền phức, các bạn có thể là bỏ qua nha các bạn, có thể làm từ matrix column cho nó đỡ rắc rối nha. Thì ở đây thông qua cái ví dụ này mình cũng chỉ mong muốn là ngoài cái việc là chúng ta làm cái thân cột ra thì có một số cái thao tác về thực hành trong lúc làm family nữa, nó cũng vui, nó cũng thú vị. Hy vọng là các bạn đủ kiên nhẫn để xem hết cái clip này của mình nha. Tiếp tục, khi mà các bạn đã bắt đầu bằng cái này rồi thì sau khi các bạn bắt đầu nha, các bạn mở cái file ra, tất nhiên là để cho tiết kiệm thời gian của bạn thì mình sẽ không mở từ đầu. Thì các bạn sẽ, việc đầu tiên các bạn sẽ vào là các bạn sẽ vào trong cái family category and parameter này, và các bạn sẽ đưa về cái nhóm là column nha các bạn, column. Và chúng ta dự định chúng ta tạo cái cột này là cái cột architect nên ta sẽ chọn là column. Nếu như các bạn dự định tạo nó thành cái cột kết cấu thì các bạn sẽ chọn là structural column, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chọn là column thôi nha các bạn, nó cột bình thường thôi, cột trang trí thôi. Ok, nó đưa về category trước nha. Thì như vậy thì khi mà các bạn đưa về category thì những cái đối tượng các bạn tạo ra đây, từ nét vẽ cho đến cái phần thân cột thì chúng ta đều là cái thuộc về family column này. Sau này các bạn vào trong Revit thì các bạn điều chỉnh cái nét của nó dễ dàng hơn. Sau khi đi vào cái Matrix Generic Model Adaptive này á, tức là biến đổi được này, thì chúng ta sẽ đi sang cái mặt đứng left. Thì chúng ta khai báo một số, chúng ta tạo ra một số cái mặt phẳng để chúng ta định vị. Chúng ta phải thiết kế trước, tức là khi làm family thì các bạn sẽ phải suy nghĩ, các bạn thiết kế trước cái hệ thống mà mặt phẳng định vị liên quan. Nó có thể là không đủ 100% nhưng mà cũng đạt được 80-90% theo yêu cầu trước khi chúng ta đi vào chúng ta tạo những cái đối tượng cụ thể. Thì ở đây thì chúng ta sẽ tạo những mặt phẳng gì? Đầu tiên ở trong mặt đứng left mình sẽ tạo mặt phẳng đầu tiên ở trên cùng này, và mình sẽ cho nó một cái chỉ số là column height, tức là cái chiều cao của cột. Ở đây mình đang tính là từ đây này lên đến tận cái đầu này nha, đây trên qua khỏi capital đầu cột luôn. Sau này thì chúng ta còn ráp khớp nối với cái đầu cột nữa, là tổng cộng là 10D đấy. Thì mình muốn lấy cái chiều cao này làm cái chiều cao tiêu chuẩn cho cái cột, thì mình sẽ tạo cho nó ra một cái tham biến là column height như thế này. Sau đó thì mình sẽ tạo ra cái mặt phẳng thứ hai, đó là cái mặt phẳng này, và mình đặt tên cho nó là cái mặt phẳng. Ở đây mình sẽ cho nó thứ nhất là một cái tham biến, đó là mình đặt tên là capital height, tức là cái chiều cao của đầu cột, để sau này mình lắp cái đầu cột vào đây nha các bạn. Và cái riêng cái mặt phẳng này á, thì mình lại đặt tên cho nó để sau này chúng ta dùng cái mặt phẳng này chúng ta còn làm nhiều chuyện khác nữa. Đó là mình đặt tên cho nó là 7/8D. Đây là cái tên này nha, cái tên của mặt phẳng. Sở dĩ mình đặt như thế là vì sao? Để mình định vị là sau này mình làm một cái tiết diện ở trên này, và cái tiết diện này nó có đường kính là 7/8D thôi. Đó thì mình đặt tên cái mặt phẳng này, sau này mình chọn mặt phẳng cho nó dễ. Tiếp đến thì mình sẽ tạo thêm 4 cái mặt phẳng này đây, để mình chia thành 5 khoảng, 1, 2, 3, 4, 5 nha các bạn. Và 5 cái khoảng này thì mình chỉ việc là mình không cần tạo thêm tham biến cho nó nữa, và mình sẽ chia cho nó là thành chia đều 5, tức là mình sẽ ghi cái kích thước ra, mình bấm EQ cho nó là mình sẽ chia đều thành 5 khoảng ở đây. Và riêng 5 khoảng này á, thì sở dĩ 5 thì ban nãy mình có phân tích các bạn rồi, thì cái cột này theo đúng tỷ lệ này á, thì cái tiết diện của nó từ đây đến đây là 1D, và nó chiếm 1/5 chiều cao của cái đoạn thân này, tính trừ cái đầu ra. Như vậy thì mình chia cho 5. Và cái khi mà chia 5 như thế thì cái mặt phẳng ở dưới này mình sẽ đặt tên cho nó là mình cũng sửa tên cho nó mặt phẳng 1D nha, 1D để mình nhớ thôi, thì mình kích mình chọn cho nó dễ. Còn cái mặt phẳng dưới này là mặt phẳng reference thì không cần phải đặt tên. Như vậy mình sẽ có là 2 cái mặt phẳng phụ mình cần đặt tên, đó là cái 7/8D và cái 1D, để sau này khi mà các bạn set mặt phẳng làm việc đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ ngoài những mặt phẳng này các bạn sẽ chọn được cái tên này nè. Thì mục đích mình set mặt phẳng như thế là gì? Mình sẽ tạo ra một cái tiết diện ở dưới này, mình sẽ tạo ra một cái tiết diện ở trên này, và mình sẽ tạo ra một cái tiết diện ở trên này nữa. Đó là những cái mặt phẳng mình thiết kế ở trên mặt đứng. Ở đó thì trên mặt bằng thì chúng ta sẽ không phải thiết kế mặt phẳng nào hết, và mình sẽ tạo ra các bạn nhìn thế này thì nó hơi rối đúng không? Để mình chuyển sang cái này các bạn xem, thì đây là cái mà mình đã tạo ra. Đó. Thì mục đích của mình là mình muốn tạo ra một cái tiết diện như thế này, mình muốn tạo ra một cái tiết diện mà cột mà nó có soi rãnh như thế này, và cái rãnh soi này nó sẽ thay đổi được tùy theo cái đường kính cột. Thì sau khi mình đã xác lập được cái column height rồi nha, rồi mình có capital height, thì capital height thì nó sẽ sau khi cái column height này rồi thì mình sẽ tạo ra một cái tham biến là D, tức là như D này thì mình lấy là column height chia cho 10 theo như cái hình này mình vừa giới thiệu cho các bạn. Sau đó mình đặt thêm một cái tham biến nữa, đó là D next, tức là cái đường kính của cái tiết diện ở ngay cái chỗ này. Và cái D next này á, thì mình sẽ cho nó cái công thức là bằng 7/8 của cái D này. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt thêm một cái tham biến là capital height, thì ban nãy mình có đặt rồi nhưng mà mình chưa tính công thức, thì công thức của nó là bằng 9/8D. Tại vì sao? Chỗ này là mình làm theo cái hình công thức ở đây là 1/8D, để sau này mình ráp cái đầu cột vào cho nó khớp thôi. Sau đó thì mình có đặt thêm 2 cái tham biến nữa là cái khe, cái đường kính của cái khe này đây, cái đường kính của những cái khe này, đây là đường kính của những cái vòng tròn này. Thì mình gọi cái tham biến này, cái bán kính của nó nhé, những cái đường khe này mình gọi nó là cái column review. Và mình sẽ có 2 cái column review là 2 cái rãnh đấy, một cái rãnh để cho cái bán kính thường và một cái rãnh dành cho cái đầu cột, thì mình sẽ đặt tên là column review 2. Thì cái tỷ lệ của nó thì mình vẫn lấy theo đúng tỷ lệ như cũ, tức là cái column review số 1 thì mình sẽ dùng cái D này chia cho 20. Và cái column review số 2 này là 7/8 nhân với lại column kỳ số column review này. Ê, tại sao vì chia cho 20 thì cái này là cái con số thì tùy theo các bạn tự cân chỉnh trên model của bạn nha. Nhưng mà cái nó thì đối với lại khi mà mình cân chỉnh thì mình thấy là 1/20D thì nó sẽ ổn nhất. Thì các bạn có thể theo con số này hoặc là bạn theo con số của bạn tùy theo các bạn tính toán điều chỉnh. Rồi sau đó thì giờ làm thế nào để có một cái tiết diện nó thay đổi được nha, thì chúng ta sẽ sang reference level và mình sẽ làm ở bên ngoài này cho các bạn xem nha. Ví dụ như giả sử như ở đây mình sẽ có là mình sẽ tạo ra một cái RB là một cái mặt phẳng tạm đi. Đó, nó giống như cái trục ở đây. Thì để tạo được một cái tiết diện thay đổi được thì việc đầu tiên là mình sẽ dùng cái reference này và mình sẽ tạo ra một cái đường tròn. Và trước khi tạo thì các bạn nhớ xét nha, tại vì mình cần 3 cái tiết diện, cho nên là bây giờ mình làm ở cái tiết diện đầu tiên là mình sẽ xét cái mặt phẳng làm việc của nó là mặt phẳng reference level, mình làm cái mặt phẳng đầu tiên bên dưới trước và những mặt phẳng còn lại các bạn xét level bạn làm y chang nha. Thì sau khi xét mặt phẳng làm việc xong thì mình sẽ tạo ra một cái đường tròn reference đó. Tất nhiên là các bạn tạo mà nó chưa đường tròn reference thì nó sẽ màu xanh lá như thế này, còn đường tròn mà dạng model nó sẽ màu đen. Thì đó là bạn nào làm model thư viện thì các bạn cũng bắt đầu quen quen rồi, theo các cái video clip family của mình thì đã quen rồi. Còn nếu như mà nó là màu đen, các bạn tạo ra màu đen thì bạn chỉ việc kích vào đây thì nó thành màu xanh. Thì cái đường là đường reference line. Sở dĩ mình tạo ra cái đường reference line tại vì sao? Cái đường reference line nó sẽ khác với đường model một chút, đó là ở chỗ là đường model có thể khóa vào đường reference line để khi mà reference line thay đổi về mặt thâm biến kích thước thì model line nó sẽ thay đổi theo. Thì đó mục đích là như vậy. Cho nên ở chỗ này mình sẽ tạo ra reference line và dạng hình tròn. Sau đó mình dùng công cụ đo đường kính, mình sẽ đo đường kính cho nó. Và sau khi mình đo đường kính xong thì mình sẽ gán cho nó là cái giá trị là cái D nha các bạn. Ở chỗ này thì nó là một D. Rồi, sau khi mình gán cho nó D xong thì mình sẽ chọn cái đường path này và mình sẽ chọn divide path. Mình divide path thì bây giờ tổng cộng cái cột này, cái trong cái thức cột cổ điển này á, thì cái thân cột của nó sẽ chia khe ra. Thì cái khe này thì nó sẽ vào khoảng là 10, đối với lại cái thức cột này nó vào khoảng 18 khe. Cho nên ở đây mình sẽ chia cho nó là 18 cái number nha các bạn. Còn nếu như các bạn nào thích chia nhiều khe hơn thì tùy các bạn nhé. Mình sẽ chia thành 18 cái khe như thế này. Mình sẽ chia 18 cái điểm, xin lỗi, 18 cái điểm như thế này là tương ứng 18 cái khe. Sau đó thì mình lại tiếp tục là mình sẽ đặt ở mỗi cái điểm này là một cái point nha các bạn. Một cái point, 1, 2. Rồi, mình đặt ở đây tổng cộng là 18 cái điểm. Rồi, ở 18 cái điểm này tại vì sao mình đặt cái điểm vào để mình dùng nó, mình tạo mặt phẳng, và cái điểm này nó sẽ đi theo cái đường tròn này khi mà các bạn thay đổi. Các bạn có thể đến bước này các bạn khi các bạn làm các bạn nhớ test thử nhé. Ví dụ bây giờ mình thay đổi chiều cao cột là 9.000 thì bây giờ cái này sẽ lên 900 đúng không? Apply. Ok. Để các bạn thấy là cái đường này co giãn và cái điểm nó co giãn là các bạn đã thành công. Sau đó thì sao? Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục nha. Bây giờ các bạn sẽ set cái mặt phẳng, và lúc này mình sẽ chọn là pick blend nha các bạn. Pick blend và mình sẽ chọn cái mặt phẳng ở chỗ cái điểm này. Ví dụ như từng điểm một mình sẽ làm như sau. Mình sẽ chọn mặt phẳng nằm ngang tương ứng với cái điểm đó. Sau đó mình dùng cái công cụ mà vẽ đường tròn này và mình vẽ ở dạng reference line nha các bạn, và vẽ đường tròn này. Đấy. Và mình sẽ vẽ một cái đường tròn ở chỗ này tương ứng với là cái rãnh đó. Thì để vẽ nó thì mình bấm. Nếu như các bạn rà điểm vào đây nó chưa bắt điểm vào đúng cái điểm nha. Cái này là chưa bắt điểm vào đúng cái điểm này, các bạn lưu ý này, các bạn phải bấm táp một cái. Đây, như thế này mới đúng là bắt vào cái điểm này làm tâm. Và chúng ta sẽ kéo nó ra. Kéo ra xong thì các bạn sẽ bấm vào cái nút này một cái để nó hiện luôn ra bán kính, để lúc sau chúng ta khỏi phải đo cho mất công. Tương tự như vậy các bạn cứ làm hết nha. Lại pick blend nha các bạn. Và táp một cái rồi. Sau đó thì cái công cụ này còn đang giữ nguyên nên chúng ta sẽ làm rất là nhanh và chúng ta bấm táp cái bắt điểm. To nhỏ khác nhau vậy đó, tùy cái này chúng ta cứ làm luôn một vòng đó. Sau đó thì chúng ta lại set và pick blend rồi. Nhớ bấm tab một cái ra đúng cái bắt điểm point này mới vẽ nha. Các bạn có thể là vẽ từ mặt bằng, đúng không? Và các bạn cũng có thể là vẽ từ cái 3D view của cái family này cũng được. Ví dụ như vẽ sang 3D view đây. Thì cũng là set mặt phẳng nha. Set mặt phẳng và các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ đây ra chuột đây, bấm tab một cái, khi nào ra đúng cái mặt phẳng ngang này, sau đó thì chúng ta lại bấm tab một cái, chúng ta vẽ ra đây. Đó. Rồi, các bạn vẽ hàng loạt một lần 18 cái xong á, thì các bạn ở đây mình vẽ ví dụ thôi, thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ chọn hết cái này và filter, các bạn sẽ chọn bỏ hết đi, các bạn lấy cái dimension này. Dimension này các bạn chuyển nó hết một lần cho nó nhanh đó, thì chúng ta sẽ chọn sang, vì cái này là cái khe của cái phần đáy D1D đúng không? Nên mình sẽ chọn là cái column review. Đó. Các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ về đúng này, và nó mình muốn tất cả thông số nó chỉ quy về cái chiều cao cột thôi, và quy về cái đường kính này nó phụ thuộc với nhau thôi, thì nó sẽ khỏe hơn cho các bạn. Còn nếu các bạn mà quy về nhiều mối quá, các bạn không khống chế thâm biến cho nó thì rất là mệt. Đó, còn to hay nhỏ thì tùy theo các bạn. Ví dụ ở đây mình chọn chia 20 để nhỏ như thế này, các bạn có thể muốn to hơn thì các bạn chia cho 15 chẳng hạn như thế, thì đó là cái cách như thế này. Sau khi chúng ta có được một cái hệ thống reference line như thế này rồi, thì các bạn sẽ lại tiếp tục nha, dùng cái model line. Rồi model line xong thì các bạn sẽ dùng công cụ pick này cho nó nhanh này. Sau đó thì các bạn làm gì? Các bạn đầu tiên các bạn pick cái đường này, các bạn khóa lại, sau đó các bạn pick cái đường này, khóa lại, pick cái đường này, khóa lại, pick cái đường này, và đây nữa, khóa lại. Tất nhiên các bạn làm hết cho 18 cái nhé, chẳng qua đây là mình làm cho nó nhanh cho các bạn xem thao tác thôi. Như vậy thì những cái đường này chúng ta tạo ra nó sẽ biến đổi theo cái tiết diện này nha các bạn. Giờ ở đây mình lại test tiếp, các bạn làm các bạn nhớ test thay đổi thông số liên tục nha, nó coi dạng biến đổi cùng với nhau là tốt rồi. Như vậy thế này thì ok. Sau đó thì chúng ta sẽ lại quét chọn hết cái đống này và chúng ta sẽ bấm filter nha. Filter chúng ta check nên, và chúng ta lúc này nó gọi những cái đường model line thì nó gọi là đường line nha, và nó thuộc về category column này. Hiện nay thì mình vẽ ví dụ 5 đường thì có 5 đường. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cô lập nó bằng lệnh HI. Chọn cái filter nha. Check nên, chọn line column. Rồi chúng ta bấm là HI để chúng ta cô lập nó. Isolate element. Đây. Thì chúng ta sẽ có những cái đường model line này, đường màu đen này. Kế tiếp là các bạn sẽ dùng cái lệnh SL, tức là lệnh cắt đó, các bạn sẽ cắt cái khúc giữa này đi. Đây. Sau đó các bạn dùng lệnh trim để các bạn là đây, nhớ chọn đầu này. Cắt vào đây. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái tiết diện nó tương tự như thế này. Nhưng mà khi mình làm cái này xong thì các bạn lưu ý nhé. Bây giờ mình sẽ những cái đường này ban nãy chúng ta align, những đường nhỏ nhỏ này chúng ta align vào trong cái đường màu xanh nhỏ nhỏ rồi thì nó vẫn giữ nguyên nha các bạn, tại vì nó còn nguyên như thế này. Nhưng mà cái đường vòng to này ban đầu nó một cái vòng tròn nguyên, nhưng mà khi chúng ta SL nó cắt ra thì mỗi cái đoạn này là một cái đoạn, nó nhận là một cái đoạn riêng rồi, cho nên là chỉ có một trong những cái đối tượng này là còn giữ cái align với lại cái vành tròn to màu xanh thôi, chứ còn những cái đoạn nhỏ nó không còn, cho nên là chúng ta cần phải quay lại, chúng ta align lại một vòng nữa nha. Thì chúng ta sẽ vào quay lại đây, chúng ta dùng lệnh AL align và chúng ta sẽ chọn cái đường align đây. Và để cho nhanh thì các bạn nhớ kích vào cho cái multiple align, tức là chọn một đường dẫn thôi và align nhiều đường khác. Đây mình chọn cái đường dẫn này, sau đó mình sẽ ra chuột này, ví dụ như ra chuột vào đây, cái đường này nó không có hiện ra thì vậy cái đường này là cái đường nó nhận là đường gốc giữ nguyên. Vậy chúng ta sẽ align đây, align này, khóa lại nè, align này, khóa lại, và align cái trục này, khóa lại. Các bạn làm như thế cho tổng bộ 18 đoạn thì chúng ta sẽ có được một cái tiết diện dạng như thế này. Đó. Và cái tiết diện này chúng ta lại test thông số. Khi mà chúng ta cắt ra như thế này các bạn sẽ thấy này, ví dụ như ở đây mình thay đổi thông số lên 10.000 luôn. Ok. Rồi các bạn sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó thay đổi theo. Nếu như thế này là các bạn đã thành công. Và các bạn sẽ làm tương tự cho tất cả 3 vị trí. Đó. Ở đây mình sẽ xóa đi cho đỡ rối. Và mình sẽ mở đây cho các bạn xem. Đó. 3 vị trí đúng không? Chúng ta sẽ làm ở 3 vị trí. Vị trí số 1 là vị trí ở đáy cột, vị trí số 2 thông số y chang vị trí số 1 là vị trí chỗ mặt phẳng 1D đó, bằng nãy chúng ta set up. Và vị trí số 3 thì nó nằm ở cái mặt phẳng là 7/8D, với lại nó nhận chỉ số ở đây là review 2, nó nhỏ hơn so với review 1 một chút xíu. Đó là cái mà Đó là cái mà mình muốn nói với các bạn. Sau khi mà các bạn đã làm xong những cái này rồi á, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ quét chọn hết tất cả. Chúng ta sẽ quét chọn hết tất cả những cái này. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn là filter, chúng ta chọn chức năng, chúng ta sẽ chọn cái line này, line column này nhá, model line của chúng ta. Và kế tiếp nha, sau khi chọn hết rồi các bạn nhớ chọn thêm cái ban nãy chúng ta còn thiếu một bước nữa, đó là sau khi mà các bạn đã làm hết những cái này xong rồi á, thì ở đây mình có vẽ thêm một cái đường reference line mà dạng cái đường line này nữa. Đó. Và cái đường này á, mình xử lý là mình AL nó, mình khóa, thứ nhất là khóa cái thân nó vào đây, khóa thân nó vào cái trục chính này, và hai đầu mình khóa vào hai cái mặt phẳng này. Đó. Align hai điểm nha. Thì sau khi làm như thế rồi thì mình sẽ chọn nó ở đây, mình sẽ lại quét chọn lại một lần nữa và mình filter, mình check none và mình sẽ chọn cái line này, một cái line này nha. Sau đó thì mình sẽ chọn thêm với lại cái đường trục này nữa. Đó. Rồi các bạn sẽ có một cái đường dẫn và ba cái tiết diện này. Rồi lúc này mình sẽ bấm là Create Form. Ở đây mình đã bấm Create Form cho nó thì nó sẽ tạo ra cái cột như thế này, và chúng ta có thể là thay đổi cái thông số để chúng ta xem thử là cái cột của chúng ta nó có thay đổi theo không. Đó. Đó, thì các bạn thấy là cái thân cột nó thu phóng theo đúng cái tỷ lệ chúng ta mong muốn rồi, như thế này là ổn định. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chọn cái phần thân cột này bằng cách là các bạn rà chuột vào đây. Sau khi tạo khối rồi đúng không, các bạn bấm tab một cái sẽ chọn hết. Để làm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ gán cho nó cái tham biến về vật liệu. Mình sẽ tạo một cái tham biến vật liệu ở đây là Material. Mình sẽ đặt tên cho nó là Column Math Material đúng không? Bấm ok. Sau đó thì mình sẽ chỉnh thêm một cái nữa, tức là bây giờ mình muốn cái cột của mình vào trong dự án nó sẽ nhẹ thôi. Tức là sao? Mình sẽ chỉnh vào đây. Cái cột mà nó có soi rãnh đầy đủ này, nó sẽ hiển thị ở trong 3D và những cái mặt bằng này. Và ở trong cái mức detail level nào mình chỉ muốn là hiển thị ở trong, ví dụ như mình chỉ muốn thì hiển thị ở trong cái level file, để khi mà mình muốn render cái xuất ảnh hay là mình muốn triển khai chi tiết cho nó thì mình mới hiện ra những cái cột có rãnh này thôi. Còn bình thường thì mình không muốn hiện nó ra, tại vì hiện ra mà nhiều chi tiết quá ở trong dự án thì nó sẽ rất là nặng. Thì mình sẽ chỉnh như thế này. Sau đó thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ tạo thêm một cái cột nữa bằng cách là mình sẽ model line đúng không? Và mình sẽ set mặt phẳng, đầu tiên mình sẽ set cái mặt phẳng là, sau đó mình sẽ set cái mặt phẳng là cái đầu tiên là mặt phẳng reference level đúng không? Mình sẽ pick. Bây giờ mình sẽ pick vào cái đường vành ngoài này, đây. Và mình khóa lại. Sau đó thì mình sẽ set thêm cái mặt phẳng là 1D. Mình sẽ lại pick vào đây và mình khóa lại. Sau đó mình sẽ lên đây, mình set tiếp. Set trên mặt phẳng là 7/8D. Mình sẽ pick lấy đường tròn nguyên này, đúng không? Mình sẽ khóa lại. Và sau đó thì mình sẽ lại tiếp tục là mình chọn ba cái. Đây, cái này nó bị trùng, chưa thoát lệnh. Sau đó mình sẽ chọn cái ba cái tiết diện mình mới tạo này. Nhớ là chọn đúng nha, các bạn ra chuột vào nó chọn, nó gọi là model line thì chúng ta mới chọn nha. Còn không nếu bạn quét chọn cũng được. Ở đây thì có ba đường nên mình kích đây. Mình chọn thêm đường dẫn kia, mình cũng làm create form column này. Mình sẽ chọn thêm cái đường dẫn này nữa. Nhớ là chọn đường dẫn nha các bạn. Còn nếu như bạn không chọn đường dẫn nó vào, khi các bạn thay đổi chiều cao cột thì toàn bộ cái cột nó sẽ không thay đổi hình dạng theo đâu. Các bạn phải có cái đường dẫn, và đường dẫn được khóa thân, khóa hai đầu như mình vừa nói ban nãy. Chúng ta create form cho nó. Chúng ta sẽ tạo ra một cái cột nguyên như thế này. Và trong cái cột nguyên này thì chúng ta tạo xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ bấm tab một cái để chúng ta chọn cho nó. Và chúng ta sẽ chỉnh điều thứ nhất là về cái hiển thị của nó. Thì bây giờ chúng ta muốn cái cột mà dạng trơn này thì sẽ thể hiện ở trong câu medium và chúng ta bỏ file đi. Ok. Rồi cái vật liệu thì chúng ta sẽ cho nhận chung cái vật liệu với column mask này. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái cột này. Và đó là cái thao tác đến thời điểm này là coi như xong về việc family và các bạn khống chế được. Sau đó thì các bạn sẽ load vào trong dự án, thì chúng ta sẽ được một cái cột như thế này. Đó, các bạn sẽ có một cái mặt đứng của nó thì nó sẽ như thế này. Ví dụ như các bạn ở cái mức độ detail là code thì không thấy rảnh đúng không? Nó trơn láng này, medium này. Đó. Rồi nó cũng không thấy. Và file thì các bạn sẽ có một cái cột mà nó trơn tru này. Rồi khi các bạn load thư viện cột vào á, thì trong một view nó sẽ xuất hiện những cái chấm này. Những cái chấm là những cái reference point mà ban nãy chúng ta làm. Nên nhìn thấy cái thân cột nó chuyển đều ra, nó không bị gấp khúc ở chỗ này, nó chuyển đều mượt lên trên đó. Thì như thế này chúng ta có một cái thân cột nó ổn. Thì cái reference point này các bạn tắt nó đi bằng cách là các bạn vào trong bảng VG. Rồi các bạn tìm đến cái mục mask. Một mask này thì bình thường thì không có việc gì, thì các bạn nó thường bị ẩn đi đúng không? Các bạn bật lên và các bạn sẽ bỏ cái dấu kiểm vào cái nốt này. Đó. Rồi các bạn có thể lúc này nếu như bạn không dùng các bạn có thể tắt cái mask điểm được. Rồi chúng ta bảo ok. Để các bạn sẽ thấy là những cái chấm reference point nó biến mất và để lại một cái môi trường bạn vẽ nhìn nó sạch sẽ. Đây. Tương tự như vậy tất cả các view khác, ví dụ như các bạn có view ở trên phối cảnh thì các bạn để detail nó sẽ như thế này, hoặc là các bạn có view mặt bằng đúng không? View một bằng các bạn để mức độ detail của nó là như thế này thì chúng ta sẽ có được cái này. Chúng ta sẽ lại vào đây, chúng ta tắt cái phần mask đi, nốt ok đây TL nha các bạn. Đây là mặt cắt của nó và cái phần cột nó lay ra. Còn nếu như các bạn ở cái medium thì nó chỉ là như thế này. Phải thì làm như thế này thì cái mô hình của bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái cột này thì các bạn chỉ có khi các bạn vào trong edit size nó, các bạn chỉ có cần thay đổi thông số về chiều cao cột là tất cả mọi thứ thay đổi theo. Vật liệu thì chúng ta thay đổi ở đây. Rồi. Phải không? Rồi, ta vào đây chỉ cần các bạn thay đổi cái chiều cao cột. Ví dụ các bạn chỉ cần muốn có cái thân cột là nó cao 5 m thôi chẳng hạn như thế. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái cột nó như thế này. Rồi chúng ta có cái tất cả mọi thứ nó thay đổi theo và nó giữ nguyên tỷ lệ. Chúng ta chỉ cần khống chế một cái thông số thôi và có thể khống chế ẩn hiện như thế này. Thì đó là những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật liên quan đến cái family cột tròn mà có những cái chi tiết đi kèm như là rãnh soi như thế này. Mình muốn thông qua cái ví dụ này để truyền đạt đến cho các bạn một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Cái nội dung của clip thì xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip hướng dẫn tiếp theo ở trên kênh nhé. Và các bạn nhớ subscribe, nhớ like, nhớ share và comment tương tác với các nội dung trên kênh cho sôi động nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.